Và thế thì đối với những cái phương tiện mà hiện của cái thế giới hiện đại thì người Amish họ nghĩ như thế nào? Machine often separate people. Người Amish người ta nói là người ta tin tưởng là máy móc là chia rẽ con người. Why no cars? Why no few modern convenience? The Amish stubbornly resist the constant attempts of modern machines to separate them from each other. Cars bring independence, greater distance, and a dramatic sense of power. And cars tend to break up families at meals and at many other times. Microwave oven can do the same. The test for the Amish on the case-by-case basis is rather simple. Will this machine enhance community or erode it? À, họ tin là xe xe cổ thì là nó tạo ra cái sự gọi là độc lập, độc lập thì nó lại tạo ra khoảng cách lớn hơn. Khoảng cách lớn hơn thì dẫn đến là và có một cái sự gọi là quyền lực nào ở trong đó thì nó dẫn đến là các cái bữa ăn gia đình mọi người không có tụ họp xong trong 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 bữa tối, không có quây quần bên bữa tối và trong các cái dịp khác nữa. Thứ hai là họ cũng tin là microwave oven, tức là lò vi sóng cũng vậy ạ. Thì cái mà người để mà quyết định là cái phương tiện nào tốt cho cuộc sống thì cái câu trả lời của người Amish ấy là câu hỏi trả lời cái câu hỏi rất là đơn giản, tức là cái máy móc này ấy, thì nó sẽ làm cho cái cộng đồng nó gần gũi nhau hơn hay là nó nên là phá hoại cái cộng đồng, erode, enhance or erode, tức là xây dựng cái cộng đồng đó hay là phá hoại cái cộng đồng đó. Chắc là người hiện đại mình phải xem lại, nhiều nhà có xe quá, còn nhiều xe nữa.